Happy Easter. Kính thưa quý vị, nhân mùa lễ Phục sinh ngày hôm nay ngày 12 tháng 4 năm 2020 là ngày lễ Phục sinh. Amy đang tại Dallas, Texas thì bầu trời ngày hôm nay ở đây rất là đẹp, rất là trong sáng. Trước tiên thì Amy xin kính lời chúc đến tất cả quý vị sẽ có được một ngày lễ, một mùa lễ Phục sinh thật vui vẻ, đầm ấm bên người thân yêu của mình. Và cũng như trong cái mùa phải cách ly vì Covid-19 thì hy vọng rằng mỗi gia đình sẽ tạo niềm vui, tạo mọi sinh hoạt để gắn bó với nhau càng ngày càng hạnh phúc, càng ngày càng vui hơn. Và bây giờ Amy xin mời quý vị cùng Amy đi tham quan một vòng, đi ra những cái công viên xem có gia đình nào đưa con em đi ra công viên hưởng không khí trong lành như vậy hay không, cũng như là có lịch trình trong ngày lễ Phục sinh này hay không. Sau đó thì đi qua nhà cô Hoa để cùng nhau vào bếp nấu những món ăn trong ngày lễ Phục sinh này. Tôi bây giờ xin mời quý vị cùng Amy đi. Và bây giờ Amy mời quý vị đi với Amy một vòng nhé. Thưa quý vị, ngày lễ Phục sinh thì Dallas vắng khoe, có lẽ là ngày hôm nay Chủ nhật thì ai cũng ở nhà để mà dự lễ qua mạng trực tuyến nên đường rất là vắng. Hiện giờ đang là 3 giờ chiều. Quý vị thật ổn nhé, hôm nay là lễ Phục sinh, là thời tiết mùa xuân lại rất là đẹp, ánh mặt trời, bầu trời xanh đẹp như vậy mà các em nhỏ do vì Covid-19 phải cách ly cho nên gia đình hầu như mọi gia đình không có đưa các em nhỏ đi ra ngoài park để mà lụm trứng những cái dịp đặc biệt này. Thật là tiếc quý vị ha. Thôi thì mình cứ đi một vòng xem đường xá như thế nào ha. Phục sinh Easter cho nên là hầu như mọi nơi đều đóng cửa, như là studio movie grill, rạp hát nghỉ nè, rồi ở bên kia thì có tiệm điện tử Micro Center hoặc là các cái nơi những cái store khác cũng hôm nay lễ nghỉ. Đây quý vị ơi, đường xá vắng khoe, không có một bóng xe chạy ngang nữa. Amy đi ngang mấy cái park thì cũng không có gia đình nào ra hứng gió mát trời trong xanh như vậy hết. Ai cũng ở trong nhà, có lẽ là nấu ăn cùng với nhau thật đầm ấm rồi. Và bây giờ Amy xin mời quý vị cùng Amy vào nhà cô Hoa, má của Amy, để cùng vào nhau vào bếp nấu những món ăn nhân ngày lễ Phục sinh. Đây quý vị, đường vắng lắm luôn. Bây giờ cùng nhau đi vào nhà cô Hoa. Vui, ngày lễ Phục sinh nắng ấm đẹp, mọi người lấy xe đạp cùng với con cái đạp xe đạp đi nè. Rồi, xin mời quý vị cùng với mình vào nhà. Và bây giờ Amy đang ở nhà cô Hoa là má của Amy, chuẩn bị nấu món cà ri vịt. Cô Hoa nói là bây giờ đang trong cái dịch coronavirus cho nên là ăn món cà ri rất có thể là thích hợp, bởi vì trong đó có nhiều gia vị để mà chống lại, có sức đề kháng để chống lại cái dịch Covid này. Và bây giờ Amy chuẩn bị vào bếp để mà cùng với cô Hoa nấu cà ri vịt với lại quý vị. Hôm nay cô Hoa bị khàn tiếng cho nên cho ý viên được phụ bếp. Và bây giờ trước tiên là chuẩn bị tỏi, hành tím với lại cần, rồi xay nhuyễn ra. Rồi đây, và bây giờ mới vừa xong cái món xay trước rừng tỏi với lại hành tím xay nhuyễn ra, rồi tiếp tục những cái bước khác nữa, mời quý vị cùng nấu bếp. Và quý vị, bây giờ mình chuẩn bị cho cái nồi cà ri vịt cho 6 người ăn trong gia đình ha. Thì nguyên liệu như cô Hoa chuẩn bị sẵn là có sả tươi cắt thành khúc, chút nữa sẽ đập dập, rồi lá thơm nấu cà ri, có củ hành tím, có tỏi, có gừng xay nhuyễn. Bên cạnh đó thì chuẩn bị 2 lon nước dừa, có dầu điều để làm màu cho nó ra cái màu cho đẹp.
Rồi ở đây mình có green curry cho khoảng 2 muỗng cà phê thôi, tại vì nó rất là cay nhưng mà phải để vô cho nó thơm. Rồi có bột cà ri, một cốc nhỏ, một cái chén nhỏ nhỏ, với lại chuẩn bị sữa đặc, rồi dầu ăn, rồi sữa tươi, khoai, có khoai thì có sẵn khoai môn, khoai lang cắt thành một khúc khúc như vậy. Xong rồi ngâm vô trong nước muối khoảng 15 phút để cho nó ngấm vô, khi mà nấu thì nó không có bị mỡ. Rồi khi cắt xong, ngâm xong thì để cho nó ráo, nếu mà được thì thấm cho nó khô để mà chiên nó không có bị chiên giòn, nó không có bị băm. Sau đó thì mới để vô trong nồi để mà nấu nồi cà ri. Vịt đây là rửa phải rất là kỹ để tẩy cái mùi đi. Để mà rửa đó thì dùng giấm, muối, rượu, gừng, trà cho sạch ở bên trà sát ở bên trong với ở bên ngoài của con vịt để tẩy cái mùi nồng của con vịt đi. Thưa quý vị, theo như cô Hoa chỉ ý mi thì sau khi rửa sạch sẽ bên ngoài với bên trong của thịt vịt, dùng những cái rượu nước hồi nãy thì bắt đầu cho vào cái thao và ướp. Thì trong đây đã có các cái loại gia vị rồi, cũng như là cho thêm hành tím xay. Ở trong cái pha này thì có hai muỗng cà phê muối nè, rồi hai muỗng cà phê đường, có hai muỗng bột nêm hoặc là hai muỗng bột ngọt tùy ý quý vị. Rồi bên cạnh đó là có một muỗng cà phê nước mắm, một muỗng canh bột cà ri, rồi có hành, tỏi, gừng, mỗi thứ hai muỗng cà phê. Và quý vị bây giờ tới màn cắt khoai, có khoai môn, khoai lang, rồi chút nữa sẽ có sử dụng cái sả tươi nữa. Thì cái phần này nấu cho khoảng gia đình 6 người ăn. Khi mà cắt khoai á, thì mình cắt khoảng một miếng thì cắt khoảng làm 3 đi, để cho vừa, và ngâm vào trong cái tô có pha nước muối để khi mà nấu chín, ngâm pha nước muối này khoảng 15 phút để khi mà nấu xong cái khoai nó không có bị mỡ. Mình cắt ra như vậy xong để vào, tại vì trong cái mùa này là mùa cách ly vì dịch Covid á, cho nên không có đi chợ được nhiều và cũng không có chuẩn bị đủ lắm, cho nên ở nhà có cái gì thì nấu món đó trong cái món cà ri vịt. Ok. Và trong chảo dầu là có dầu ăn với lại chút xíu dầu màu điều để cho nó có màu sắc mà nó thơm nữa. Bây giờ là để mấy cái gia vị hồi nãy là tỏi, gừng, củ hành tím với lá thơm cà ri với bột nghệ, cô Hà thổi cái bột với bột cà ri. Rồi có những cái có tài hồi với quế, cô Hà nói là nhất là trong cái mùa dịch Covid này ăn những cái món này vô để mà chống lại Covid, đó là lời của cô nàng cô Hoa chế ra ăn này để chống lại Covid. Và xong sau đó để vịt vào xào chung. Và quý vị theo như cô Hoa nói là xào cái này khi mà gần chín rồi, có một chút bí kíp gia truyền, cho khoảng nửa lon nước cốt dừa này vô để cho nó thơm, nó thanh lại. Rồi nửa lon có người nhắc tốn đằng kia kìa. Yeah, thơm quá. Dạ rồi, bây giờ cho một muỗng canh sữa đặc vô. Thường là cô Hoa hay xài loại sữa này, chứ cũng không phải để quảng cáo. Rồi xào thêm chút xíu nữa vào được. Rồi bây giờ cho thêm một muỗng cà phê đầy chút xíu cái hũ green curry. Sau khi xào xong với thịt rồi, ý mình chế vào trong nồi, rồi cho hai lon nước dừa tươi để vào đây.
Và sau đó là cho 3 cốc sữa tươi vào trong nồi. Dạ, rồi sau khi mà cho 2 lon nước dừa tươi với lại 3 cốc nước sữa tươi này vào, rồi nấu khoảng 20 đến 25 phút. Rồi sau đó Amy sẽ để thoi này vào trong nồi nấu thêm một chút nữa. Và sau đó và cuối cùng là để nước cốt dừa vào nêm nếm cho vừa miệng ăn. Rồi bây giờ là Amy chuẩn bị nướng bánh mì với lại luộc bún lên. Ai thích bánh mì thì ăn chấm với bánh mì hoặc là ăn bún luộc. Rồi quý vị, sau khi mà cái nồi này nó sôi rồi thì sau 20 phút đã sôi rồi thì giờ Amy để nước cốt dừa vô trong nồi hết một lon. Xong rồi lại nước cốt dừa này. Xong rồi nêm nếm cho vừa, hơi mặn mặn ngọt ngọt, sẽ có vị cà ri. Đây là nồi cà ri vịt. Thì lúc đầu là lúc xào thịt đó là đã có một lon nước dừa cốt dừa rồi. Bây giờ khi mà cái nồi gần chín thì có một lon nữa, hai lon nước cốt dừa thành một nồi cà ri vịt. Mời quý vị ăn, yummy. Rồi hello quý vị, đây là nồi cà ri vịt đã xong với bánh mì. Bún thì giờ tiệm bún mùa Covid không có mở cửa cho nên là bánh mì với cà ri. Nhất thì mời quý vị cùng gia đình Amy thưởng thức nhân buổi tối lễ phục sinh. Happy Easter to you and your family. Amy cảm ơn quý vị đã cùng Amy nấu bữa cà ri vịt ngày hôm nay. Do cô Hoa là mát Amy chỉ đạo. Amy cảm ơn quý vị và hy vọng rằng quý vị cũng có thể có một buổi tối ở tại nhà mừng lễ Easter thật hạnh phúc đầm ấm. Mong rằng quý vị sẽ like chương trình này và Amy sẽ trở lại. Cảm ơn quý vị theo dõi VAE 360. Bye bye.